Hôm nay bên em vừa hoàn thiện một mã cửa tự động giấu kín T-Lock nhập khẩu Liên bang Nga dành cho xe Toyota kia đây ạ. Đây các bác quan sát, khi mà lắp xong thì toàn bộ vách cửa đã được đóng kín như thế này, động cơ giấu kín ở bên trong, không hề lộ một chi tiết nào ra ngoài luôn ạ, rất là thẩm mỹ. Em sẽ sử dụng trên chìa khóa. Nguồn lực đóng mở của T-Road là 1.200.000 chu kỳ đóng mở, tương đương với 7 năm hoạt động liên tuyến mà không cần phải bảo dưỡng hay là các cái chi tiết liên quan đến động cơ. Đấy, toàn bộ là động cơ đã được gắn trong cái cách cửa như thế này. Cửa điện này thì em sử dụng chống kẹt đa điểm nhé. Gặp vật cản thì cửa sẽ tự động đẩy ngược chiều lại, rất là an toàn. Các bác có thể chở những cái đối tượng như là học sinh này hay là chở khách rất là yên tâm đây ạ. Ngoài ra thì phía trên khoang lái có một cái nút ấn, có một cái nút ấn để bác xài rất dễ dàng sử dụng này ạ. Đây, nút ấn cũng rất là cao cấp hơn, đó là nút V Max. Các bác sử dụng cái nút ấn này khi các cái tính năng này khi mà cửa xe đang đỗ ở địa hình là dốc thuận tiện thì cửa sẽ đóng vào với vận tốc tối đa luôn ạ. Mà đóng cửa vào kít các mép như thế này ạ. Từ trên đến dưới luôn đây. Thấy bộ này thì rất là bền, rất khỏe. Các bác nên trang bị cho xe để dùng tiện lợi và an toàn hơn ạ. Motor T-Road của Nga này thì nhập khẩu hoàn toàn qua chính ngạch, đầy đủ các chứng chỉ an toàn, kiểm định chất lượng cũng như kiểm định hàng hóa này, COC quy đầy đủ và đặc biệt độ bền siêu bền luôn, bảo hành lên tới 2 năm ạ. Bên em thi công bộ này trong vòng khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Đội kỹ thuật thì rất là lành nghề rồi nên các bác yên tâm. Liên hệ đặt lịch lắp đặt alo bên em các bác nha, Lambo Auto ạ.